Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube Mai Mộng Miền Tây Sống ở Sài Gòn. Hôm nay Mộng làm món đồ chay kho thập cẩm nha mọi người. Có đủ thứ hết. Có đậu bắp, có khổ qua, có cải nồi, có củ cải đỏ, su hào. Đủ loại nè mọi người. Rồi bây giờ nó đã chín rồi nha mọi người. Mọi người cùng ăn cơm với Mai Mộng nhé. Chứ bây giờ Mộng múc ra nha mọi người. Rồi mọi người cùng dọn ra để ăn cơm mọi người. Đồ kho chay thập cẩm đủ thứ á. Nay mà khen tiếng mọi người, không nói được nhiều. Củ khoa, su, mời mọi người cùng ăn cơm với Mai Mộng nha. Đó, bây giờ Mộng nấu cơm xong rồi mọi người. Mộng xới cơm, khói quá. Mọi người ăn cơm với Mộng nha. Mộng nấu nãy giờ đồ kho chay thập cẩm rồi. Có ổ qua kho, cái nồi, đậu bắp, su hào, và cái đỏ mọi người, mọi người ăn với Mộng nha. Nồi tinh dây. Ăn cơm với Mai Mộng nha. Chúng ta làm bạn. Cơm với Mai Mộng. Là không có ớt, là thiếu ớt. Mất đó nè mọi người. Bắt đầu hai chanh dây bọn mới vừa nấu xong muốn làm. Mời mọi người uống chanh dây với Mộng nha. Mời cả nhà ăn mít Mộng nha. Ngọt lắm mọi người. Ngọt như đường luôn.
Vâng ai rồi mọi người. Mọi người đã mất đi mộng đi. Chè bột bán, cái này là chè đậu xanh, tất cả loại chè. Còn đây là chè, đây là chuối nấu mọi người. Và chỉ có mít là mọi người mua, còn đậu hũ khách cho, chè đậu xanh khách cũng cho. Chè bột bán cốt khai cũng cho. Ngoài ra nhà nè, nhiều các bạn không hết. Còn cái này hello cả nhà yêu nha. Và video tới đây cũng đã dài, mình xin kết thúc video như mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Mọi người xem video thấy hay thì cho mọi người được đăng ký, mình chia sẻ một link kia và bấm vào cái chuông. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.